Không có vừa xe vừa chơi. Hello teacher. Good evening. Yes. Okay. Thầy dặn là về nhà bài học chưa? Nào. Thế gì rồi? Nào. Rồi thì bắt đầu kiểm tra nào, nhanh. Nào. Nào, học rồi, kiểm tra. Học là cái gì? Hôm trước mình học về PC và IT. Đó là cái gì? Đây là thể hiện phản tiếp diễn. Với cái gì? Với những cái đấy gọi là cái gì? Quyết nữa là chủ ngữ. Với các chủ ngữ. Rồi số 3, số IT. Cấu trúc. Cấu trúc là vẫn là gì thôi? Vẫn là question and question. One question. Nào, thầy đang hỏi cấu trúc chung. Lần lượt. We have cộng verb, cộng to be, cộng verb and. Cái gì? We have. Create. Nào, thầy đang hỏi cấu trúc chung. Cấu trúc chung. Cấu trúc chung. Chủ ngữ. PCX cộng to be cộng verb in cộng tân ngữ. To be đấy, sử dụng to be nào nhỉ? Dạ, yeah, to be. We is. Tiếp nhanh nào. Nào nhanh nào. Chủ ngữ hay CS cộng to be cộng nó cộng verb in cộng tân ngữ. Tiếp. Question. To be cộng chủ ngữ cộng verb in cộng tân ngữ. Nào, lại. To be cộng gì? To be cộng not. Hả? To be cộng not. Cộng. Nghe là. To be cộng. Chủ ngữ. Cộng verb. Cộng. To be cộng verb in. À, câu hỏi cơ mà. Câu hỏi là to be cộng chủ ngữ cộng hsx. Chủ ngữ chính là chủ ngữ hsx rồi còn gì nữa? To be cộng chủ ngữ cộng gì? Ngồi thẳng lên. Verb in. Tiếp. Tân ngữ là những question or question word WH cộng word cộng to be cộng verb đáp án word WH word cộng W
Nào, nhanh. W cộng work cộng to be cộng W word. W W word. W word cộng to be cộng verb in dấu chấm hỏi ở cuối câu. Nào. W word cộng to be, sau đó đến cái gì? Nên đến verb in. Đến verb in luôn à? W word cộng to be cộng với cái gì? Cộng chủ ngữ. Chủ ngữ sau đó mới đến gì? Nên đến verb in. À, hôm nay là tiếp tục buổi trước chúng ta làm câu số 2 và câu số 3 à, rồi nào hôm nay tiếp tục làm này câu số 4, câu số 5 nào. Câu sau mời thầy. Nói tiếng Anh như thế nào? Em done. No. Number four, Anna. Not talking to Brian. Isn't. Isn't talking to Brian. talking to Brian. She She is reading a book. the cat The cat isn't sleeping under the tree. It is climbing the tree. It is gì nhỉ? It is gì? It is. Cái chữ cái này đọc là gì nhỉ? Limbic. Chữ cái cơ mà thầy hỏi chữ cái này phát âm là gì?
cái, chữ cái, chữ cái hay đọc là gì, phát âm là gì? chữ cái phát âm cái đọc Nào, cái chữ này đọc là gì? Hả? con không biết đâu Cái chữ này cơ mà. ai Thế vậy thì là gì? Climbing. Lambing. Nhớ phát âm của nó nha. Chứ không phải có đọc tiếng Việt vào đây. Không có climbing. Climbing. Lambing. Rồi. Ở đây là cấu trúc. Cấu trúc. Khi mà chúng ta thêm đuôi ing. Nào. Quy tắc khi mà chúng ta thêm đuôi ing với động từ, được chưa nào? Rồi, động từ mà kết thúc bằng chữ i. Verbs that end in i. Động từ mà kết thúc bằng chữ e. Nha. Ví dụ như dance, come, lose, write hay là write. Chúng ta sẽ bỏ chữ i. E đi. We remove letter e and we add in. Chúng ta bỏ đuôi i, bỏ chữ e đi và thêm đuôi in vào. Dear both Zarinan that end in a vowel and consonant. Vowel là gì? Con không biết này. Lại không biết, hôm nọ vừa mới nói xong. Học hành từ mới kiểu gì đây? Vowel là cái gì đây? Vowel. Nguyên âm. Nguyên âm. Xong chưa? Ghi xong chưa nào? Vừa nói xong vowel là gì? Con ghi, con đang ghi hả? Nó gì nhỉ? Thầy nói rồi, vào rồi. Nguyên âm. Nguyên âm. Có biết nguyên âm là những cái từ như thế nào không? Để những cái từ ở dưới, ở cuối. Nguyên âm cơ mà, thầy đang nói nguyên âm cơ mà. Có những nguyên âm nào? Và có mấy nguyên âm? Nó có hai nguyên âm. Mấy nguyên âm? Nó có... một. Mấy nguyên âm? Mấy nguyên âm? Mấy nguyên âm? Hôm học về ơ ân dơ nói rồi đấy. Mấy nguyên âm? Có ba nguyên âm. Mấy? Không biết hả? Không biết hay không nhớ? Con không biết.
Chắc chưa? Thế ân thì đi với gì? Ân cơ mà. Y Ân. Sao ân? À, hôm nọ dậy rồi. Bây giờ quên hết rồi. Đó. Thế ngày kia con làm kiểu gì được bài kiểm tra đây hả? Ngày kia là làm bài kiểm tra là hết xong phần của toàn bộ cái giáo trình này rồi mà không nhớ lại được một cái gì à? Bấm nọ học xong về đếm danh từ đếm được rồi, danh từ không đếm được nữa. Nó còn 5 nguyên âm. Đó là các nguyên âm. I O A U E. Đây là những nguyên âm. Nhớ là người ta chỉ có 5 nguyên âm nhá. Nào, bây giờ tiếp đến consonant là gì? Consonant là gì? Consonant là gì? Cái kia là nguyên âm rồi, thế cái này nó là cái gì? Phụ âm. Đúng rồi, phụ âm. Nếu như mà những cái động từ mà nó kết thúc bằng một nguyên âm cộng với lại một phụ âm thì sẽ làm như thế nào khi mà chúng ta thêm đuôi ing nhỉ? Sẽ có hai chữ ở cuối. Hai cái đấy gọi là cái gì hả? Hai chữ gì? Hả? Hai chữ. Nếu như động từ mà kết thúc bằng một nguyên âm cộng với một phụ âm, chúng ta sẽ khi thêm ing, chúng ta sẽ gấp đôi phụ âm. Gấp đôi cái phụ âm mới lên, sau đó mới thêm đôi ing. Ghi vào. Động từ kết thúc bằng một nguyên âm và một phụ âm. Khi thêm mình sẽ gấp đôi phụ âm.
này đọc lại cho con nhỏ này, con ghi được đến chữ động từ kết thúc bằng nguyên âm phụ âm mà thầy. Thêm in thì sẽ gấp đôi phụ âm, sau đó thêm in. Khi thêm in, khi thêm in thì gấp đôi phụ âm, sau đó mới thêm in. Đi xong chưa? Con ghi rồi sao mà thầy? Con ghi xong rồi thầy. Ơi, ở đây chúng ta có một trường hợp đặc biệt. Có một trường hợp đặc biệt. Khi mà nó kết thúc bằng hai nguyên âm cộng với một phụ âm. Nha, hai nguyên âm cộng với lại một phụ âm. Chứ không phải là một nguyên âm nữa nha, nó là hai nguyên âm cộng với một phụ âm, nhìn thấy chưa? Động từ sleep hai nguyên âm thì chúng ta sẽ thêm in vào thôi chứ không gấp đôi phụ âm lên nữa. Chỉ có một nguyên âm và một phụ âm mới gấp đôi, còn hai nguyên âm và một phụ âm thì không cần gấp đôi nha. Yeah. Now look, read and write. Làm gì đây? Xem, đọc và viết. Nào, nhìn vào theo ví dụ và các cái động từ người ta cho ở đây, làm bài nhanh lên. À, có phải có từ có dấu chấm hỏi là từ sau cái từ ở dưới người ta cho có dấu chấm hỏi là câu hỏi, còn từ đang đằng sau cái động từ người ta cho có dấu tích. Thế có nghĩa là gì? Là động từ không phải là dạng gì? Không phải là những khẳng định còn sau dấu. Sau khi từ người ta cho có chữ stress là mình có nghĩa là dạng khẳng dạng phủ định đúng không thầy? Đúng rồi, dễ như thế thôi, làm đi nhanh lên, dạy từ lâu rồi, chỉ từ lâu về cái đấy rồi, mấy cái dấu hiệu đấy nói từ rất lâu rồi. Cái câu 1 không có hiểu thầy. Nhìn xem cái dạng này nó là dạng gì. Thầy, cái câu 2 con không hiểu thầy à. Nhìn xem nó là dạng gì. Nó là những câu, đầu tiên là những câu hỏi. Cấu trúc như thế nào? To be cộng chủ ngữ cộng verb in cộng
cộng tân ngữ. Thế bây giờ nó ở đây nó thiếu cái gì thì chia vào. Được. Con nghe nó có được việc sao hại lại hại. Cấu trúc nó như thế nào thì áp dụng vào làm theo như thế. Nó thiếu cái gì thì bổ sung vào. Cho nó kỹ nha. Xong rồi thầy. Đọc kỹ lại tất cả. Xem con đã làm đúng cấu trúc chưa?
Chắc chưa? Number Is he jumping? No, he is dance. He dance. Nào, trong câu trả lời nó phải là gì? Hả? Trong câu trả lời thầy dạy là phải trả lời nó là gì? No, he gì? No, he. No. No, he. Is not. Is not. No, he is he. Not dance. He gì? He gì thôi? Play. No, he isn't. Isn't. Nhớ là đọc là isn't nha. Viết nó là isn't thì đọc nó là isn't. Còn viết nó là is not thì mới đọc nó là is not nha, chứ không phải viết isn't, đọc is not nha. Viết như thế nào đọc như thế. No, he is. No, he gì? No, he dance. Đang ở trong cái câu trả lời này cơ mà, để đọc còn đọc sai nữa. No, he gì? Is. Đọc lại. No, bỏ cái tay ra. No, he. No, he. Thầy vừa dạy đọc đó là cái gì? Is not. Isn't he? He he gì ở đây? Isn't. Câu bên dưới he gì? He gì? Dạng gì đấy? Dạng gì? Niệm phản động. Cấu trúc như thế nào? Chú ngữ cộng tô bê cộng bốc bê cộng phân ngữ. Thế bây giờ chia như thế nào ở đây? Người ta cho sẵn cái gì rồi? Người ta cho sẵn chú ngữ. Tiếp. Thế là chia như thế nào? Cộng tô bê. To be gì ở đây? Tô bê is. Tiếp. Dance verb in. Nào thế bây giờ nguyên câu này là he gì? He is dancing. Number three. I eating my chocolate. I gì? Dạng gì? Yeah. Cả hai cái câu này trong bức tranh số 3 này dạng gì? Chủ ngữ là gì? Chủ ngữ là I, you, we, they. Chủ ngữ ở đây là gì? Chủ ngữ là ai?
Sau đó đến gì? Đến Đến gì? Đến verb in. Thế bây giờ câu này, hai cái câu này chia như thế nào? Câu cái câu đầu tiên trước. Ai gì? I am eating chocolate. Chocolate à? Chocolate. Câu bên dưới ai gì? I chocolate. Câu bên Red. Dưới ai gì? I am coming. Sang bức tranh số 4, câu đầu tiên dạng gì? Dạng câu hỏi. Chủ ngữ ở đây là gì? Là you. Đi với cái gì? With are. Thế đây viết đúng hay sai? Sai. Vậy câu này nguyên bản hoàn chỉnh nó phải là gì? Are you closing the window? Có khó không? Không. Câu bên dưới. Yes. He is not is. Viết như thế nào, đọc như thế? No. Yes, he isn't singing. No. We can do our homework. Thế con đã nhìn ra cái lỗi sai của con ở đâu chưa? Rồi. Sai như thế nào? Không biết đúng ông thầy tôi bây giờ. Không biết đúng rồi còn gì nữa, có những cái câu kia có đúng có to be không? Hả? À, những bức tranh số 3 có to be không? Được không? Trả lời dứt khoát của ông thầy nữa là sao? Nào, bây giờ viết cho thầy dạng in của các cái động từ này, tự chia nó vào đây, nhanh lên. Ta cho sẵn 9 cái động từ trên này rồi, bây giờ tự chia ở đây theo như những cái ví dụ nó cho ở trên này.
Xong rồi hai. Chắc chưa? Nào. Number 1, 2, 3 là gì? Singing. Now, 1, 2, 3. Play, watching. Four, five, six. Writing, driving, Writing. Riding. Driving. riding, Driving. driving. 7, 8, 9. Swimming. Không đọc là swimming. 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 Running. Sitting. 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 Running. Running. Swimming. Swimming. Rồi. Tạm thời hôm nay chúng ta sẽ thực hành đến đây thôi. Nhá. Về nhà. Về nhà thứ nhất. Học thuộc lại. Nhá. Thuộc lại cái cấu trúc. Nhá. Đặc biệt là lưu ý về cách sử dụng các cái động từ to be đối với mỗi một chủ ngữ nhá. Nhớ là hiện tại tiếp diễn phải có to be thì mới có verb được. Nhá. Rồi, tiếp đến là quy tắc khi thêm đuôi in. Quy tắc khi thêm đuôi in. Có một cái quan trọng nhất là ghi vào vở rồi là gì? Động từ kết thúc bằng nguyên âm phụ âm khi thêm Một em phải nguyên đáp âm và phụ âm. một nguyên âm và phụ âm, khi thêm em phải gấp đôi phụ âm mới thêm em. Nhớ chưa? Có những phụ âm nào, à những nguyên âm nào? Nguyên âm nguyên Có mấy nguyên âm? sẽ có 5 nguyên âm. Là những nguyên âm nào? Là những nguyên âm nào? U, E, O, A, I. Nhớ chưa? Về nhà học thuộc cấu trúc rõ chưa? Goodbye. Buổi sau chúng ta sẽ ôn tập tiếp và có thể là thứ bảy chúng ta sẽ làm bài test được nha.